Austin Ngô, năm nay 28 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh du thuyền. Thùy Diệu, 22 tuổi, tổ chức sự kiện. Lily, 21 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên. Tường Vi, 20 tuổi, hiện đang làm diễn viên tự do. Hoàng Minh, 25 tuổi, hiện đang kinh doanh mô tô. Như Ý, năm nay 19 tuổi, hiện tại đang là sinh viên. Trần Trung Thành, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng và giáo viên. Trí Nhân, 23 tuổi, hiện là một người mẫu ảnh. Các thành viên vừa trải qua ngày cuối cùng ở Đà Lạt, thành phố tình yêu. Lời chia sẻ cuối cùng của Hoàng Minh vô tình tiết lộ ra cô gái mà anh thầm để ý bấy lâu nay. Nhưng có vẻ như đang còn quá nhiều rào cản và sự hiểu lầm trên con đường tình cảm của anh dành cho Thùy Diệu. Và trải nghiệm lần này, tuy không có nhiều cơ hội để gần gũi với nhau, nhưng Austin và Vi cũng như Nhân với Ý luôn chứng tỏ họ là những cặp đôi bền vững. Còn về phía Trung Thành, thứ anh cần lúc này chính là sự bình tâm để đánh giá lại cảm xúc của mình. Liệu trên chặng đường sắp tới còn điều gì thú vị và bất ngờ xảy ra giữa các thành viên ngôi nhà chung? Mời các bạn cùng theo dõi! Trong đêm cuối cùng ở Đà Lạt, các thành viên đã quyết định nói lên tiếng lòng của mình về những khuyết điểm của nhau. Và đối tượng tiếp theo chính là Austin. Ok, mời tôi đi tèo. Okay, Austin, em chỉ có một cái khuyết điểm duy nhất là ăn nhiều thôi. Nhưng mà anh thấy cái đó là tốt, không có gì, không có là vấn đề. Anh đừng có thảo mai được không? Anh thấy một cái khuyết điểm của em là ăn nhiều thôi, nhưng mà anh thấy đó là điều rất là tốt. Tại tốt thì tốt cho bạn. Không, vậy thì đó là ưu điểm. Hại cho mọi người. Hại cho mọi người. Mọi người không có đồ ăn. Ồ, đồ quá không? Cái đó là điều xấu là được dắt hơn. Em đã quên rồi. Em đã không nghĩ cái đó là mà anh tự nghĩ ra. À, vậy là đi mà không có dấn. Nó bị kẹt em ơi. Nói chung sau lần đó là anh Tèo đã mất hình tượng với em. Thì nói chung là mình nghĩ là trong mắt của em á, thì anh Tony Tèo lúc nào á cũng là đẹp trai, cao to, phong độ, sạch sẽ, đấy, lịch sự, lịch lãm, rất nói chung là một cái hình tượng rất là chuẩn luôn. Từ cái bữa đó thì hình tượng em rất là đổ vỡ, tức là không có ai tốt hết, không ai tốt hết được, không ai là tốt hơn hoàn hảo, không mới hoàn hảo. Chung có những sai sót nó hơi thôi. Em nói thật. Đối với em á, em không có thấy được là Austin ga lăng á. Không thấy luôn, không thấy Austin ga lăng, hoặc là không thấy quan tâm đến cái người mà đi bên cạnh mình, cái người mà hẹn hò cùng với mình ấy. Ví dụ giống như mình dọn dẹp trại á, cái lúc đó là em đang đứng, em đang dọn cái lều mà em dọn không được, mà trong khi đó nha là Austin đứng kế bên em luôn. Ở tình đứng đó không biết làm gì hết. Xong rồi lúc đó anh Nhân lại, anh Nhân mới phụ em. Đó, nhưng là em thấy tình không có để ý những cái chuyện đó. Với lại khi mà em cũng hẹn hò với lại mấy anh trong đây rồi, thì em thấy cái cảm giác nha, mà đi hẹn hò với lại anh Nhân, với lại ở đây em không có ý so sánh nha, mà ý là khi mà em hẹn hò với anh Nhân hay là anh Thành đó, thì em sẽ thấy là mọi người quan tâm em á. Em có cảm giác là được quan tâm. Còn khi mà hẹn hò với Austin đó, thì em chỉ thấy kiểu như là mình nói chuyện với nhau thôi, chứ không có cảm nhận được cái hành động mà Austin quan tâm em hay là ga lăng với em các thứ ấy. Đó là em thấy. Em không biết đối với những người bạn khác, nữ khác thì như thế nào, nhưng mà em thấy đối với em thì như vậy. Bà xạo á, bà bắt con nhỏ diễn gì rồi giờ bà nói người ta. Như vậy? Bắt con ta diễn vậy rồi giờ nói người ta. Mỗi người cũng nói cũng đúng. Tại từ lâu rồi Austin cũng có cái thói quen là mấy cái lắc nhắc á. Có thể không lắc nhắc với mọi người, mà mấy cái lắc nhắc trong mắt Austin, Austin không để ý. Từ lâu lắm đúng rồi họ, cô cũng có nghe vài cô nói với Austin, thì Austin hay giống như là sống ở trong đầu á, thì Austin mới để ý mọi thứ ở ngoài, thì Austin nghĩ cái đó cũng có ảnh hưởng với tình cảm của mọi người cho Austin, mà Austin cũng từ từ cũng đang chịu khó thay đổi cái tính đó của Austin. Thì mình thấy anh Austin khá là
thẳng thắn, nhiệt tình. Và nói chung ảnh là một người tốt, nhưng mà cái sự quan tâm và thể hiện ra của ảnh ít nên người khác nghĩ ảnh là vô tâm thôi. Chứ mình tin là nếu như mà ai là người yêu của ảnh thì ảnh sẽ rất là quan tâm. Nhiều lúc Austin thấy lúc mà quen biết nhiều rồi á, Austin thấy người ta ca lăng lúc đầu giống như nó giả lắm, bảo đảm nó giả, cực kỳ giả luôn. Nó không phải thể hiện cái con người thật của họ, họ chỉ thể hiện cho tạm thời thôi. Dạ. Sau đó lúc mà quen cái người quen nhau rồi cái sau đó nó mất đi liền, bảo đảm luôn. Cái văn hóa mỗi nơi nó một khác, với lại là khi mà mình nói á, anh không có kịp hiểu, với lại là ảnh không kiểu như không có lanh bằng mấy cái anh còn lại. Nhưng mà như vậy á thì nó bền hơn. Còn thực sự là các anh còn lại không biết là nó có diễn, hoặc là cái bữa đầu thì người ta tạo lên như vậy. Nhưng mà thấy ở anh Austin là một cái sự chân thật ở trong đó. Như với Austin là nếu họ làm được, họ làm được, mà lúc mà họ cần giúp thật sự Austin nhảy vô liền. Không có, bất cứ Austin là một con người mà nếu cần tất cả từ Austin đó, là Austin sẽ cho tất cả kiểu vậy. Mà nếu không cần hoặc là họ làm được đó, là Austin sẽ cho là kiểu vậy. Ý là phải nói với anh hả? Không, đó, anh tự nhìn ra. Ừ thì đó là ý kiến riêng của Austin. Nhưng mà còn về phần riêng của mình á, thì mình cảm lại thấy là bản thân người phụ nữ á, họ có thể làm được hết tất cả mọi thứ, thật là như vậy. Nếu mà không làm được thì mình cũng có thể học. Nhưng mà nếu như mà một người đàn ông bên cạnh mình á, để mình làm cái việc đó một mình á, thì mình cảm thấy người đàn ông đó hèn. Thật sự nó thật là như vậy. Tại vì mình có người yêu làm gì, mình có cái bạn trai bên cạnh mình làm gì, để rồi mình phải làm những cái chuyện nặng nhọc đó, thì mình không thấy không phải không đúng. Thì mình không có phải là nói Austin là người xấu hay như vậy nào hết. Nhưng mà mỗi người có một cái ý kiến, hoặc là cái một cái suy nghĩ riêng, một cách nhìn nhận riêng một vấn đề, thì mình tôn trọng quyết định của, tôn trọng cái suy nghĩ của Austin, và cũng như tôn trọng cái suy nghĩ của mình. Mình không có vấn đề gì hết. Thì kiểu như là hai cái suy nghĩ không có khác nhau, không có hợp nhau thì có thể là không có thành đôi được thôi. Em có thể làm được những cái chuyện mà người đàn ông làm luôn. Em thấy bóng đèn các thứ, em có thể tự tìm tòi làm cả mọi thứ luôn á. Nhưng mà đối với em thì em vẫn luôn muốn, nếu một người đàn ông bên cạnh của mình á sẽ phụ giúp mình một phần nào đó, cái tính thể hiện sự quan tâm, rồi cái sự chia sẻ công việc với nhau nữa. Mặc dù là em có thể tự làm được, nhưng mà nếu như mà người đàn ông đó chủ động muốn giúp đỡ mình đó, thì em cũng sẽ rất là trân trọng họ, rất là sẽ rất là nể họ luôn. Mà về cái lều á, anh không thấy được. Không thấy hẳn. Đó, cái đó là một cái em ví dụ thôi. Dạ, còn những ngày dạ đúng rồi. Tại Gà Lăng với Nam không à, nghi lắm á. Nghi lắm thì rồi, Gà Lăng với Nam không à. Mọi người cẩn thận nha. Cẩn thận sao, cho anh coi như anh em ruột thịt. Anh em ruột thịt, thịt nhau lúc nào không hay. Cái gì vậy? Ok, giờ bây giờ chúng ta sẽ tập trung chuyên môn vào người đang mặc áo trắng. Một tràng pháo tay cho anh Minh của chúng ta. Ok, đầu tiên thì mình xin nhường cái lời nói cho người còn kế bên. Lily, em có điều gì nói về khuyết điểm của bạn Minh không? Cái này quan trọng rồi. Em nói thiệt nha mọi người. Cứ thẳng thắn đi. Anh Minh ngồi thẳng lên. Ok. Rồi, bắt nghiệp tốt đúng rồi mọi người. Bắt nghiệp khó. Anh Minh có hai điểm em không thích. Thứ nhất là nhiều lúc anh giỡn không đúng lúc, và cái những cái giỡn nó nói ra thì nó không hay cho lắm. Cái đó em không thích. Chơi truyền hình thực tế mà, mình phải vui, với lại mình phải sống thật với lại bản thân mình, chứ không phải lúc nào cũng im lặng rồi nói những câu châm ngôn, ngôn tình, triết lý. Thì Minh là vậy á. Và cái cách mà Minh tìm cái mẫu người bạn gái của mình nó cũng khác với những người khác. Nhưng cái nữa là anh hơi dẻo miệng á. Đừng nhìn tôi. Đừng cười. Đừng cười. Mà em thấy mấy lúc ông dẻo miệng cũng là ông nói xạo chứ, ông nói giỡn á. Anh đúng không anh? Mà dẻo vừa thôi, mà quá thì là bị chị sẽ để ý. Mà anh giỡn đúng không? Anh giỡn đúng không? Không. Có người anh cần nói thì là giỡn, còn có người cần nói thì là anh nói thiệt. Thật bởi vậy rồi mốt không ai tin anh luôn. Cảm ơn các hai thầy. Không, tức là lúc mà anh kiểu như anh giỡn nhiều quá nên lúc mà anh nói thiệt á không ai nghĩ ông nói thiệt luôn. Cậu bé chân phụ. Nhưng mà anh chỉ cần một người biết là được rồi, họ cần nhiều người biết rồi. Cũng biết cái vài người không ai hiểu. Nhưng mà
không là không ai biết luôn rồi, hiểu không? Chỉ có một người hiểu. Không, mấy anh em thì hiểu đó, thằng biết rồi. Mấy anh em là biết là như thế nào? Mấy anh em hiểu, mấy anh hiểu, nói cho mấy chị em hiểu được không? Tại vì tự nhiên đây ngồi 8 người mà mấy anh em hiểu, mấy anh chị em không hiểu. Em nói vậy là em bán gái anh em rồi. Em bị mắc hiểu quá, được không? Mắc hiểu thì em bị mắc muốn được giải thích. Đang suy nghĩ coi đang nói vậy là hiểu cái gì? Dạ, vẫn chưa hiểu. Chưa hiểu luôn. Không, giờ thì không đá qua đây chứ không ai hiểu á. Không, mình người rất là sâu sắc. Mình rất là thiết lý. Thật sự luôn á. Mà tại vì hay giỡn như là không có biết lúc nào nói thật. Mà cái cách giỡn đó là nó là cái bề ngoài của mình, cái người mà mình đang thể hiện cho mọi người xem thôi, mà ở trong con người ở trong của mình là người rất là tốt luôn á, bảo đảm. Đúng rồi mọi người, kiểu như nhiều lúc em thấy anh Minh giỡn nhưng mà nhiều lúc anh Minh cũng nghiêm túc lắm á. Anh Minh nghĩ cho mọi người, nghĩ cho chương trình rồi các thứ nhiều lắm. Đúng rồi. Cảm động rất lắm á. Như này mọi người thấy lúc mà em ngỏ ý là đi mua mì gói á, xong thì anh Minh cũng nói là ừ đi mua gì cho mọi người ăn để cho mọi người có nhiều chất hơn, để cho mọi người có thể hoạt động nhiều hơn dạng vậy á. Mà mình được cái chịu khó biết suy nghĩ cho mọi người, lâu lâu đưa ra những cái lời khuyên rất hay. Còn cái khuyết điểm á là 10 lời khuyên thì có một cái hữu dụng thôi. Chứ còn cái khuyết điểm nữa, một tắm nhanh nhanh lên giùm anh em tí. À tắm lâu. Nó vô tắm hết nước luôn, không có ai tắm được. Nhưng mà không sao, anh những quý chú. Mà cái này anh nói thay cho tiếng lòng của Austin thôi, đừng gọi là tèo nữa. Ok, mời anh tới đi tèo. Đừng gọi là tèo nữa. Sáng nay, các thành viên phải dậy từ sớm để thu dọn hành lý, di chuyển đến địa điểm mới. Sau khi nghe những lời góp ý từ các cô gái trong đêm qua, sáng nay Austin đã có những cố gắng thay đổi. Anh chàng rất nhiệt tình phụ giúp các bạn nữ mang vác hành lý. Nãy giờ thì mình có để ý là anh Austin kiểu quan tâm và để ý hơn tất cả các bạn nữ. Như là xếp vali hay là khiêng giùm thì là anh cũng hỏi han hơn. Ờ đúng rồi, hồi sáng lúc mà mình ăn sáng ấy thì anh Austin cũng lấy đũa với muỗng rồi lau cho mình rồi đưa cho mình khăn giấy nữa. Thì cảm ơn anh luôn. Chụp màn hình lại xong rồi gửi cho Vi. Em cảm ơn anh. Thì đúng rồi, thì cái đó là anh Austin có thay đổi thiệt. Thay đổi rồi đó. Có thay đổi thiệt, tại vì sáng giờ quên, giờ mới nhớ. Trong lúc bận rộn dọn dẹp, các thành viên đã không để ý đến sự vắng mặt của Nhân và Ý. Nhìn biểu hiện của hai người thì đây không phải là một cuộc hẹn bình thường. Điên mình chơi thôi chứ. Điên quá, vậy cũng đỡ hơn chứ điên gặp người ta nghi ra. Thì nó đi quay này cái kia ai luôn. Không, tự nhiên có hai đứa đi quay. Đâu quay gì vậy? Giờ chụp hình tức. Muốn đi chụp hình. Từ từ, trời ơi, chụp hình. Cuối ngày chụp. Gì? Cuối ngày chụp. Cuối ngày chụp. Dạ bố chụp, chứ chụp ra. Nhưng mà cuối ngày nhờ mấy người kia chụp cho. Chắc chụp cho. Thôi, cuối ngày phát hiện ha. Là đi về luôn rồi. Cái bà bọn mà. Ủa vậy hả? Ủa. Anh chụp lại cái này nha. Đang lúc khổ hạt. Để chụp lại cái này. Xin chào mọi người. Mọi người. Mình là cậu đối với ẵn. Mình là Bùi Chí Nhân. Thật ra năm sinh của mình không phải là năm 97. Ngày sinh chính thức của mình là ngày 4 tháng 3 năm 2000. Mình là Nguyễn Thị Như Ý. Mình sinh năm 2001. Hiện tại mình là sinh viên. Chúng mình biết nhau là qua một cái app hẹn hò. Hai người trò chuyện cũng là khá là vui.
cảm thấy hợp với nhau. Rồi dạ. Sau đó bọn mình lúc đó là Tết tay cho nên là có bắn pháo bông. Cho nên là tụi mình ngày 31 tay là hẹn nhau là đi chơi. Ban đầu là hẹn đi xem pháo hoa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhưng mà sau đó cái đụng cái bệnh nhân tụi mình hai đứa đi Vũng Tàu chơi. Cái sau hôm đó đi về xong là tụi mình bắt đầu hẹn hò đến bây giờ luôn. Lúc đầu thì cái cô của mình không phải là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà sao mà giống kiểu mà ghét cô nào chạy trao cô đó thì phải. Gặp ý thì ý là một cô gái xinh đẹp nhưng mình cũng hơi lo. Nói chung là nhưng mà tính của ý thì lại đúng cô mình, một cô gái điên điên khùng khùng, hẳn là vậy. Hôm đó là lần đầu tiên mình match với ý á, thì có kết nối qua Instagram và Facebook. Đang trên đường về quê, vừa nói chuyện mấy câu ý gọi điện thoại coi video cho mình luôn. Không biết cái chuyện gì xảy ra luôn, mình để ý ăn nhầm, nhưng mà thật ra là không phải. Nên là mình muốn hôn Nhân, nói chuyện Nhân thì mình cảm thấy Nhân hợp tính, thì xong cảm thấy thích vậy thôi. Ngày sau đó cảm thấy hợp nhau rồi tới giờ luôn. Là cặp đôi bí ẩn trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, Nhân và Ý đã gặp không ít trở ngại. Ngay từ đầu chương trình, Nhân đã phải chứng kiến Ý được một chàng trai khác chở đến. Lúc đầu nghe Ý nói là có một anh 91 chở tới, thì cũng không biết hình dung anh đó là sao. Nhưng mà khi anh đó chở tới thì cũng thấy anh đó khá là thân thiện, hòa đồng, rất là vui. Tiếp xúc như thế thì cảm giác như hai anh em á. Nhân nghĩ là anh Thành sẽ không có tình cảm với Ý, mà Nhân hy vọng điều đó. Giống như nếu sau này có lỗi làm gì chắc hẹn quá. Và cũng ngay trong ngày đầu, Ý đã được Thành chở đi một đoạn đường khá dài. Trên kia nó lưu lại á. Đi xe máy. Trời ơi, hẹn 15 phút thôi. Em muốn đi xe máy, em thích đi dưới rồi. Chưa. Cái lúc mà Nhân cầm nón bảo hiểm định đi chung xe với anh Thành, thì anh Thành nói là Ý muốn đi chung, thì cảm giác là không, hơi bất ngờ. Mình chưa biết, không phải mà mình chưa biết được chuyện này, nhưng mà không hiểu lý do gì sao mà Ý muốn đi chung với anh này. Nhưng mà Nhân nghĩ có vẻ là anh này có thể nói chuyện được với Ý, tại vì Ý ở trên, lúc ở trên xe thì Ý không có cởi mở cho lắm. Chắc lúc nói chuyện với anh này thì có thể là khăn hơn mọi người trên xe. Ôm vô. Nhưng hẳn đã không mấy dễ chịu khi nhìn thấy cảnh này. Ôm vô. Cảm giác của Nhân khi mà Ý được anh Thành chở từ Bảo Lộc lên tới Đà Lạt thì việc đầu tiên đó là lo lắng. Ý con gái với lại sợ, thứ nhất là trời mưa thì đi xe máy mà, thì phải kiếm một chỗ rồi trú, thì sợ là thứ nhất là chảy với đòn, thứ hai là sợ lúc tối thì Nhân cũng hơi lo một tí, tại vì đường mình sợ nhất là cướp bóc, với lại lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng khó xử. Thật sự bây giờ Nhân cũng chưa lo lắng lắm cho chuyện của mình và Ý. Chuyện của Nhân và Ý giống như là Nhân, nếu anh Thành thì anh cũng là một người tốt, nếu mà Ý có chọn lựa riêng của mình thì Nhân nghĩ Nhân sẽ không phản đối. May mà ngay trong buổi sáng thứ hai, Ý và Nhân đã có được cơ hội hẹn riêng với nhau. Trời ơi, nói chuyện luôn đi, nhưng mà chị bị thôi, cứ nói vậy coi, cũng phải nói chứ không thì nói người ta nghi. Thì cũng nói, cũng phải này nọ. Em sợ nói, nhưng mà không ai nghi mình. Không, nhưng mà từ, tại mới ngày đầu mà. Thì mới ngày đầu, kiểu không ai. Kiểu không tiếp xúc nhiều quá thì người ta sẽ nghi, giống như kiểu ai cũng hăng hết rồi, có anh với em. Và Ý đã nhân cơ hội này để giải thích với Nhân về lựa chọn chung xe với Thành. Xong qua mà em đi với Thành không? Dạ. Là qua lúc xuống xe, lúc mà em xuống quán cà phê xuống xe, cái em quay qua anh em nói nhức đầu quá, nhớ không? Em nghĩ là thôi thì mình nên đi với anh Thành, kiểu người ta sẽ nghĩ em với anh Thành.
người ta sẽ bảo kiểu đâu ai thì qua giường phòng ai cũng hỏi em như Thành đúng không, đâu ai không có ai nói em với anh luôn, không có ai nghĩ em với anh luôn. Ờ biết là không ai nghĩ nhưng mà nhưng mà đúng em rồi. Thấy tội nghiệp anh Thành lắm. Cái đợt một phần qua đi Thành là em thấy anh đi xe mình á. Ừ. Nghiệp à, không hôm qua em không đi là anh đi đó. Ủa? Anh lên lấy nó mạo hiểm, anh tưởng đâu anh lấy cho anh nhưng lấy cho em. Không, anh Thành tốt thiệt luôn á. Anh Thành hiểu, hơi hiểu vì nhiều luôn á. Anh thấy... cảm xúc ai anh cũng chơi được. Qua lúc mà anh chở em, lúc mà tách riêng qua chiếc xe 16 chỗ qua khu cao tốc, em nhảnh thì quay qua đường đây đi xe qua ấy á. Ừ. Em có nói chuyện với ảnh, kiểu ảnh cảm thấy anh có cảm tình với em á. Em mới nói với ảnh câu là à, nếu mà khi mà phát hiện cặp đôi với ảnh thì anh có cảm thấy buồn, hết giọng hay giận gì không? Cái anh nói là buồn giận thì không có, mà chắc sẽ rất là buồn. Cái xong rồi anh nói là anh đừng có chú ý với một người, anh nên tìm hiểu thêm mấy chị nữa. Nói với anh mình là em mà là cặp đôi với ảnh em khui anh chiếc CBR 250. Được đúng không? Ôi giời ơi, không đưa xe ổng á. Quá wow, cười lắm, chị Diệu. Không, chị Diệu hay chị Vy nói em là em với anh Thành đúng không? Cái người nói em thề, em với anh Thành không phải cặp đôi với ảnh. Em thề với mọi người luôn, em đang đi tìm tình yêu mà. Hôm qua anh diễn nó sao? Hôm qua hãy chứ, ông Hành nói xác suất của anh là cặp đôi với ảnh là 0%. Ông không có nghi anh. Tới tao tình ai à? Thì phải tao tình chứ. Ừ, tình ai à? Tao tình ai à? Ờ, tao tình ai. Tao tình ai thì tao lo thôi, người đâu biết. Không lẽ mày chết mày. Đi. Thiệt đó, em sẽ kêu bên ekip mình tỏ tình khúc bờ sông không á. Tao dục xuống sông. Điên quá, tỏ tình ta lỡ ta đồng ý rồi sao? Gì? Tỏ tình ta lỡ ta đồng ý sao? Là khúc cuối là mình cứ công khai thôi chứ mình không có tình ai hết không? Là anh không có tình ai hết không? Ừ, khúc cuối anh. Ai biết đâu từ nay 7 ngày các anh yêu nhỏ khác anh sao? Thì tỏ tình nhỏ khác. Đau. Người ta nói rằng khi yêu thì rất khó giấu, cho nên dù rất cố gắng nhưng cặp đôi này đã để lộ một chút dấu hiệu. Bây giờ bạn áo đỏ nè, với bạn này là tương xứng nè. Ok, đó. Rất đồng thanh đồng thủ. Rồi các bạn đi cắt hoa trắng cho cô đi. Cô cho con hỏi là tại sao cô lại cho hai bạn này vô một cặp vậy? Cô nhìn thì cô thấy cặp này ok. Cô thấy hai bạn rất là dễ thương, nên là cô chọn hai bạn cắt hoa. Mình giống nhau không cô? Giống nhau. Chắc có nét phù hợp. Cũng khá là bất ngờ khi mà cô Hạnh lại bắt nhân vào ý và nói một từ đó là có nét phù thơi, hợp phù thơi hay là tương đồng gì đó, nhưng mà cũng là con mắt người lớn hoặc là tin tưởng. Ờ, họ nhìn họ là biết ngay. Cũng sợ ngày hôm đó bị lộ lắm chứ. Ờ, sau đó thì có nắm tay nhau nhưng mà nắm theo kiểu như thế nào. Wow. Không biết mọi người có nhìn thấy không nhưng mà như vậy giống như là một cái thói quen á, mình bất chợt mình như vậy. Trong khi mọi người thì có người thì nắm ốt, có người thì nắm như thế này. Nhân nghĩ là cũng có thể là bị lộ rồi. Slow đoạn này. Slow đoạn này. Đúng là cặp đôi bí mật. Austin thì nghi ngờ là Nhân với ý cặp đôi bí ẩn. Lúc Austin đang cắt cái khoa đó thì Austin mới để ý là ý có cái hoạt động hơi lạ, tại vì tự nhiên ý giống như là chỉnh tóc cho Nhân, mà cái đó là một cái hoạt động rất là lạ cho một người mà mới quen nhau. Thì Austin, cái đó làm cho Austin nghi ngờ một chút. Cặp đôi trẻ tuổi đã gặp nhau để tìm cách đánh lạc hướng các thành viên. Mọi người có hay nghe gì đó? Nhưng mà nãy lúc mà tôi thấy họ lúc đoàn cũng phải diễn như đúng rồi. Ồ, hồi nãy thầy, anh, nhưng mà... Anh Minh, anh đang chăm chú nha, giống mình luôn á. Không những anh Minh đâu mà anh Tin nữa. Ồ, anh Tin. Anh Tin là đáng... Hồi nãy nói. Anh Tin nguy hiểm lắm á. Lạnh không? Lạnh lắm không? Trời. Đứng. Không quen đâu. Bác. Thì mình... Mà nãy em tin lấy đoàn dây mà đút ra, cái em mới đút lại cái anh Thành lúc mà anh đút đoàn dây á, cái anh Thành đưa anh Thành nói chờ cẩu lương. Ấy mà không dám nhìn,
Thấy nhưng mà không dám nhìn. Kiểu như biết biết nghe thôi. Không, nhưng không nhìn tầm... luôn, không nhìn luôn, biết nhưng mà không nhìn luôn. Nhìn mấy gà ở dưới gấp lên thôi chứ không nhìn mấy gà đi đâu hết. Vậy sao biết đúc? Thì đúc nghe em, thì nhìn ở đây nhưng mà ở đây chẳng thấy chứ. Không, bây giờ thì anh sẽ thích em. Còn em cứ thích, anh tin đi. Ok. Cứ vậy nha. Thôi cứ vậy nha. Anh có thể hiện cho mình. Cứ thể thay đổi đi, có thể thay đổi. Hiện tại... mai nay mai anh cứ hẹn người là anh thích em cho mình thấy luôn. Thấy mà... rõ luôn. Thì... em sẽ đi cùng với anh tin dưỡng. Nhiều khi tránh né cũng không phải là một cách, mình phải là một cặp luôn. Với những cuộc hẹn bí mật và những kế hoạch kỹ lưỡng, cứ ngỡ Nhân và Ý sẽ che giấu được thân phận, nhưng không ngờ trong lúc họ đang hẹn hò bí mật thì ba cô gái còn lại đã đoán ra được thông qua một chi tiết bất ngờ. Cái này cặp với lại Nhân đúng không? Đúng rồi đó. Hôm qua mua đó. Mà qua mua cho kỷ niệm thôi chứ phải cặp đó bí ẩn nha. Kỷ niệm. Một chút kỷ niệm. Cô ta chứ bộ. Nhân dễ thương lắm á, thiệt. Tính dễ thương lắm á. Nhân dễ thương lắm á. Hợp luôn luôn. Hợp dễ. Với lại hai đứa đó hợp với nhau. Hai đứa nó dắt nhau tay nhau về đi. Nhưng mà đúng hôm qua rồi. Ý nó ghen với em chị. Ghen nó nhỏ. Ý nó không có ghen đâu. Ghen nó đang gì? Nén lại đó. Ủa gì ghen với em với anh Nhân làm gì ghen? Không ghen không có ra mặt. Vậy là nó có ghen có đúng ghen không? Có ghen không ra mặt. Đó mấy chua. Vậy là em kể chị nghe ngày hôm qua. Thôi. Lại kể nữa. Hôm qua nó ghen em Nhân với chị. Khi mà hôm nay là tụi mình cùng nhau đi đi chợ đêm á, thì anh Nhân là bạn trai của mình là được bắt cặp với chị Vi, thì hai người đi chợ cùng với nhau, thì trong mình có cảm thấy hơi khó chịu và ghen một xíu lúc mà hai người mua cùng cặp và chị Vi đeo cho anh Nhân đeo chị Vi, thì khi mà mình lỡ liếc nhìn qua thì mình cảm thấy hơi khó chịu một chút. Nó thẳng ra là ghen một chút. Thật sự cái lúc mà mua vòng tay giống như cái điều đó Vi đã chủ động rồi, mình không thể nào mà từ chối được. Lúc đó Ý cũng đang đứng kế bên nên có hơi run một tí, nhưng mà mong rằng Ý sẽ hiểu là giống như cái này mình không thể từ chối được. Thì mình cũng xin lỗi Nhân, mình ghen Nhân với chị Vi lúc đi chợ đêm. Và đây là cách mà Ý trả đũa Nhân. Ai mua vậy? Yêu em mua. Lúc đó Ý có xuống ngồi, đáng lẽ là Ý phải ngồi kế Nhân để mà nó cân đối đội hình á, nhưng mà Ý thấy Nhân xong rồi Ý đứng dậy, Ý đi qua cái chỗ khác ngồi. Thì lúc đó mình có hơi giận anh Nhân một chút, cho nên là khi mà thấy mình chuẩn bị ngồi vào vị trí ở giữa thì gặp anh Nhân ngồi đó, cho nên là mình đi qua ngồi với anh Thành. Quả thật ghen là cảm xúc khó giấu nhất. Mình nghĩ là Ý ghen với mình, nên là mình chắc là mình nghĩ là Ý với lại Nhân là cặp đôi bí ẩn. Ý với lại Nhân là cặp đôi bí ẩn. Trong đêm cuối cùng tại Đà Lạt, các thành viên đã nói hết những điều họ không hài lòng về nhau. Nhờ vậy mà Austin đã có sự đổi thay ghi điểm với Vi. Liệu Minh có vượt qua những khó khăn để tìm được đường đến trái tim của Diệu? Còn Thanh, anh có bình tâm lại để tìm cho trái tim mình một lối đi đúng trước khi quá muộn? Nhân và Ý để che giấu được thân phận của mình một thời gian, nhưng có vẻ các thành viên đã dần đoán ra được. Họ sẽ phải làm gì tiếp theo để đánh lạc hướng tất cả? Mời quý vị đón xem tập tiếp theo vào tuần sau. Đời có bao lâu nên là sống vô tư với nhau.